Cô vốn là thần hải đảo, Tefiti, tốt bụng cho loài người lục địa, và tài nguyên để tồn tại. Nhưng con người không những không biết cảm ơn, mà còn xúi dục Mao Y có cơ thể bán thần đi trộm trái tim của cô. Tefiti mất đi trái tim, đánh mất bản chất, hóa thành te cơ, quái vật dung nham độc ác, không ngừng xói mòn tài nguyên lục địa. Mấy trăm năm nay, cho đến khi cô gái tên Moner xuất hiện, mới hoàn toàn hóa giải hiểm họa này. Khi còn rất nhỏ, Moner đã giải cứu một chú rùa bị mắc kẹt. Moner nhỏ đã hộ tống nó về biển an toàn. Cũng chính hành động đó của Moner đã làm biển cảm động. Biển lớn dẫn đường cho Moner đi về phía trước, đưa cho cô một mảnh ngọc màu lục bích. Lúc này, tiếng cha gọi vang lên từ phía xa. Biển vội vàng đưa cô lên bờ. Moner nhỏ lại không may đánh rơi mảnh ngọc, bị cha chạy đến bế đi. Khi cô dần lớn lên, khát vọng với biển cả cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng mỗi lần cô muốn chèo thuyền rời đi, thì cha luôn xuất hiện kịp thời, rồi mang cô đi. Cho đến một hôm, những quả dừa nhiều nước, ngon miệng của bộ lạc bỗng biến thành khô héo đen sì, trong lồng bắt cá cũng trống rỗng. Moner đề xuất mọi người ra biển đánh cá, nhưng bị tù trưởng là cha cô phản đối kịch liệt. Vì vậy nhân lúc không ai chú ý, Moner đã lén tự mình ra biển đánh cá. Nhưng Moner không có kinh nghiệm đi biển, đối mặt với sóng nước cuộn trào, cuối cùng vẫn bị sóng đánh về bờ. Một màn này vừa vặn bị bà nội nhìn thấy. Bà nội dẫn Moner đến một hang động, tiết lộ cho cô biết một bí mật động trời. Thì ra, cha của cô từng là một thủy thủ vĩ đại, lãnh đạo bộ lạc đi ngao du khắp các vùng biển. Cho đến một ngày, khi ra khơi đánh cá, cha đã bị quái vật nham thạch te cơ tấn công. Anh em tốt của ông cũng vì vậy mà mất mạng. Lúc này, vì sự an toàn của tộc nhân, cha đã hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai ra khơi. Moner biết được sự thật, hiểu rõ nỗi khổ tâm của cha. Từ đó về sau, Moner cũng không còn ý định ra khơi nữa, mà kế thừa vị trí tù trưởng của cha, bắt đầu tạo phúc cho bộ lạc không ngừng. Cho đến một ngày, bà nội bị bệnh nặng. Trước lúc lâm chung, bà đã dặn dò Moner, hy vọng cô có thể ra khơi, tìm một anh chàng tên Mao Y, khuyên anh ta trả lại trái tim cho Tefiti. Chỉ có như vậy mới có thể giải cứu tộc nhân và đại dương. Nói xong thì giao trái tim của Tefiti cho Moner. Vì tộc nhân và lời dặn dò của bà nội, Moner quyết tâm lên đường. Nhưng trên đường đi, phía trước bỗng có sấm sét đánh ngang trời, một cơn sóng cao ngang trời ập về phía Moner. Khi tỉnh lại, Moner phát hiện mình đã đến nơi ở của Mao Y. Anh chàng mập mạp trước mắt chính là Mao Y bán thần. Dựa vào sức mạnh của thần khí lưỡi câu, anh ta có thể dễ dàng biến thành nhiều loài chim thú khác nhau, nhưng vẫn bị te cơ độc ác đánh bại. Thần khí trên tay cũng bị rơi xuống biển. Từ đó, một mình lang thang trên đảo hoang, cho đến khi cô gái xuất hiện mới phá vỡ sự bình yên này. Moner hy vọng Mao Y có thể giúp mình trả trái tim lại cho Tefiti. Không ngờ ngoài mặt Mao Y đồng ý, nhưng sau lưng đã nhốt Moner trong hang động, định dương buồm rời đi một mình. Nhưng Moner không phải người chỉ biết ngồi đó chờ chết. Cô dựa vào tay chân linh hoạt, cơ thể dẻo dai, nhanh chóng trốn được ra ngoài, thành công đuổi kịp Mao Y với sự trợ giúp của biển cả. Mao Y thấy vậy, lập tức nhảy xuống biển, nhưng rất nhanh đã bị biển đưa về. Mao Y không trốn được, đành phải đồng ý thỉnh cầu của Moner. Vào lúc này, một nhóm quái vật rùa bỗng đánh lén, mưu đồ cướp trái tim của Tefiti đi. Moner cầm buồm gỗ, không ngừng đánh trả. Sau một hồi đọ sức, hai người cũng đã thoát được ra ngoài. Nhưng muốn trả lại trái tim cho Tefiti, Mao Y bắt buộc phải tìm được thần khí của mình. Vì vậy, với sự chỉ dẫn của Mao Y, bọn họ đã đến một vách núi cao vút, trèo lên đỉnh cao nhất. Mao Y bật nhảy lên cao, rồi đập mạnh xuống đất. Mao Y nhanh chóng nhảy xuống, Moner cũng đuổi sát theo sau. Bên dưới chính là vương quốc quái vật. Mao Y đáp xuống đất trước, còn Moner thì bị rơi vào lưỡi của quái vật. Vừa thoát được một kiếp, lại tiếp tục đụng phải quái vật mặt nạ đang tiến lại gần. May là có một dòng nước bỗng dâng cao, đã đánh bay quái vật đi. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được pháp trượng lưỡi câu. Mao Y bảo Moner ra làm mồi nhử, đánh lạc hướng quái vật cua đang trông coi lưỡi câu. Còn Mao Y sẽ chớp lấy cơ hội, trèo lên lưng nó, lấy pháp trượng lưỡi câu. Nhưng vì không sử dụng trong thời gian dài, Mao Y không thể biến đổi theo ý muốn. Quái vật cua bắt lấy cơ hội, bắt đầu chà đạp Mao Y một cách điên cuồng. Sau một hồi giày vò, khi quái vật cua định ăn thịt Mao Y, Moner đã lấy trái tim của Tefiti ra dụ quái vật cua. Nó lập tức hết hứng thú với Mao Y, bắt đầu đuổi theo Moner. Moner không cẩn thận bị vấp ngã, trái tim Tefiti rớt xuống khe đất. Khi quái vật cua đang tìm trái tim Tefiti, Moner đã chớp cơ hội lấy được pháp trượng lưỡi câu về. Thì ra trái tim Tefiti vừa nãy là giả, quái vật cua nhận ra, vội vàng bò về phía hai người, nhưng đã quá muộn. Cột nước dâng đã đánh bay hai người lên mặt đất. Sau đó bọn họ tiếp tục dương buồm lên đường, cuối cùng đã đến được đảo nữ thần. Teker lúc này đang trông coi nơi đây. Cuối cùng Teker độc ác đã lộ bộ mặt thật. Mao Y cầm trái tim của nữ thần, hóa thân thành một con chim ưng giả, nhưng bị Teker cua tay đánh bay xuống nước. Mao Y tiếp tục biến thành một con cá mập ngậm trái tim của nữ thần, lúc này mới an toàn lên được thuyền. Nhưng Teker độc ác không muốn bỏ qua cho bọn họ như vậy.
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, pháp trượng lưỡi câu của Mao Y cũng bị trọng thương. Mao Y cảm thấy họ không thể đánh thắng Tay Cơ, vì vậy biến thành chim ưng rồi rời đi. Mona còn lại một mình, cũng trả lại trái tim của nữ thần cho biển. Vào lúc này, một ánh sáng xanh bỗng lướt từ dưới nước lên, thì ra là linh hồn của bà nội. Bà nội cổ vũ Mona phải dũng cảm đối mặt, giống như tổ tiên của chúng ta, không được dễ dàng bỏ cuộc. Được bà nội cổ vũ, cuối cùng Mona đã lấy lại sự tự tin, cô nhảy xuống biển, nhặt trái tim của nữ thần, quay lại đảo nữ thần. Khi gặp lại Tay Cơ độc ác, Mona không chút sợ hãi, ánh mắt kiên định, dựa vào kỹ thuật lái thuyền linh hoạt, thành công thoát được đòn tấn công của Tay Cơ. Sau đó lợi dụng sương mù che lấp tầm nhìn của Tay Cơ, còn cô tranh thủ tăng nhanh tốc độ tiến lên. Đảo nữ thần đang gần ngay trước mắt, Tay Cơ tức giận bỗng xuất hiện phía sau, trực tiếp đập tan thuyền của Mona. Khi Mona sắp bị bắt được, Mao Y. May là Mao Y đã kịp thời chạy đến cứu Mona. Mao Y để Mona đến đảo nữ thần trước, còn mình sẽ giữ chân Tay Cơ. Dựa vào năng lực biến thân của pháp trượng lưỡi câu, Mao Y chiến đấu với Tay Cơ không ngừng. Để tranh thủ thời gian cho Mona, thấy Mona sắp trèo lên đỉnh núi, Tay Cơ lập tức nặn một quả cầu lửa, trong khoảnh khắc ném ra. Mao Y liều chết ngăn cản đòn tấn công đó, nhưng pháp trượng lưỡi câu cũng bị phá hủy hoàn toàn. Mona thành công trèo được lên đỉnh núi, vậy mà không thấy nữ thần đâu. Mona quay đầu lại nhìn, bỗng phát hiện trên người Tay Cơ có một lỗ hổng. Mona có vẻ đã hiểu ra được gì đó, cô giơ cao trái tim của nữ thần, thu hút sự chú ý của Tay Cơ. Sau đó nhờ biển cả mở một con đường, để mặc Tay Cơ đi về phía mình. Trong khoảnh khắc lại gần Mona, Tay Cơ không hề tấn công, mà để cho Mona đặt trái tim nữ thần vào ngực mình. Tay Cơ cũng bắt đầu lột xác, biến thành nữ thần xinh đẹp. Thì ra ban đầu, sau khi bị cướp mất trái tim, nữ thần đã đánh mất bản chất, lúc này mới biến thành Tay Cơ độc ác. Nữ thần nhẹ nhàng chạm tay xuống đất, đất đai khô cằn lập tức được trải xanh, tràn đầy sức sống. Sau đó, nữ thần nâng hai người trong lòng bàn tay. Mao Y cũng trịnh trọng xin lỗi nữ thần, mặc dù rất tức giận, nhưng thấy anh ăn năn hối lỗi, biết sai mà sửa. Nữ thần cũng không so đo gì nữa, còn cho Mao Y một pháp trượng hoàn toàn mới. Sau đó, Mona cũng tạm biệt nữ thần, lái thuyền quay về bộ lạc của mình. Dưới sự dẫn dắt của Mona, bộ lạc bắt đầu hành trình du ngoạn khắp các vùng biển.